Nhưng với cái tinh thần chung tay chung sức để hoàn thành cái điểm này là tất cả trong ban khánh thiết, là trong ban khánh thiết người ta có trách nhiệm chi phí cho thợ làm để cho hoàn thành đến ngày nay tốt đẹp. 84 tuổi, cụ Nguyễn Văn Bình luôn tràn ngập niềm vui hạnh phúc trước sự đổi mới toàn diện trên quê hương mình khi chia sẻ với tất cả mọi người. Xóm trước, thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, vào dịp chuẩn bị khánh thành ngôi điếm cổ của xóm. Sau nhiều ngày xây dựng, bao công sức của bà con xóm trước đã được đền đáp bằng một ngôi điếm mới khang trang tố hào. Niềm vui hôn xiết, niềm vui ấy được nhân lên gấp bội khi tất cả mọi người dân nơi đây đều đoàn kết chung sức chung lòng cùng với nhân dân trong xã Bắc Lý đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, để xóm trước mỗi ngày lại thay da đổi thịt, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên cả về vật chất và tinh thần như hôm nay. Vì thế, càng chia sẻ, cụ Nguyễn Văn Bình, 84 tuổi, càng tự hào về người dân xóm trước của mình. Phấn khởi chứ, phấn khởi lắm. Thế chỉ mong làm sao cho tất cả các cụ trong thôn, trong xóm thực sự đoàn kết vui vẻ và nhân dân đoàn kết vui vẻ, hò hỏi phấn khởi, để thấy được cái điểm biểu hiện lên ngày nay nó đã thành một cái chứng minh cụ thể của xóm trước đã nổi dậy, có một cái phong trào mạnh mẽ để sánh vai với các xóm ngoài. Xóm mình đây thay đổi mới nhiều lắm, như thế là thôn tôi đây rất là khang trang, là theo con đường của Đảng và Nhà nước phát triển phong trào xây dựng xã hội chủ nghĩa mới, để xây dựng nông thôn mới, đường ngang ngõ mới, nghĩa là khang trang thịnh vượng, đường bê tông cốt sắt từ đây ra đồng, đường bờ vùng của thổ, ô tô đi được, phong phú lắm, sướng lắm chứ không phải là không. Đấy. Đúng như cụ Bình nói, con đường nối liền bờ ruộng, bờ thửa, đường làng, đường đồng của xóm trước giờ thanh thang. Đi trên con đường đồng quê bình dị để ngắm đồng ruộng, hoa màu tươi tốt, mùa này cây ngô đang chịu bắp, chúng ta mới thấy hết được tình yêu quê hương đất nước, sự thủy chung son sắc của người dân xóm trước thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Thôi thì năm nay là tôi 78 tuổi, nhưng mà tôi thấy là xóm trước là bây giờ là cũng có nguyện vọng là con cháu là cũng có những cái trách nhiệm để theo đảng của bác. Đến bây giờ là chúng tôi thấy phấn khởi vui mừng quá, nhưng mà đồng lòng mấy thôn xóm thì xin cảm ơn ban lãnh đạo của hội mặt trận của xã, cảm ơn ủy ban, cảm ơn công an đã về xây dựng họp một buổi cho dân được thông suốt. Thế bây giờ mới lại cảm ơn tất cả toàn dân để cho tất cả mọi đồng bào được cơm no áo ấm, mà lại được vinh hoa phú quý, được nhà cao cửa rộng. Đến bây giờ là cái hội này sướng quá. Thế thôi thì tôi cũng có thế thôi. Dù đã gần 80 tuổi, nhưng cụ Ngọ Thị Lai vẫn còn rất minh mẫn để kể chuyện về xóm mình đổi thay từng ngày. Đúng như vậy, chính con đường đồng mà cụ đang đứng bao năm trước đây là con đường đất lầy lội, nhất là những ngày mưa gió, đất cát ùn lên, người dân xóm trước một nắng hai sương vất vả để làm ra hạt lúa củ khoai, vẫn chịu kham chịu khổ, cần mẫn đi trên con đường như thế. Nhưng nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của cấp ủy, ban quản lý, ban mặt trận, hội người cao tuổi và các ban ngành đoàn thể, sự đồng tâm hiệp lực của bà con trong xóm đã quyết tâm xây dựng con đường mới bằng bê tông rộng thênh thang như ngày hôm nay. Trước một đường về thôn trước thì có thể coi như là chỉ nói cách ủy ban nhân dân xã cũ chỉ khoảng độ chưa đầy một cây số, thế nhưng đường đi thì không ai muốn xuống địa bàn thôn trước khi về mùa mưa, đặc biệt là vào buổi tối đường đi thì trơn trượt ngã. Về công cuộc của xóm trước đổi mới đổi thay từng ngày từng năm qua làm đường xã thì được ban bí thư chi bộ của xóm trước, năm đấy vẫn là xóm trước, giờ vẫn là xóm trước thôi, được đồng chí Phùng Quang Lâm làm bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Chất trưởng thôn, sự nhất trí đóng góp của toàn bộ nhân dân là mỗi một khẩu là 2 triệu đồng để đổ đường bê tông.
qua cái giai đoạn đổ bê tông trong xóm xong, lại được đồng chí bí thư và đồng chí trưởng thôn năm ngoái là đồng chí Nguyễn Văn Chất đã được đổ đường bê tông liên thôn từ đây lên xóm chung, mà đường liên thôn ra xóm nổi lại kết hợp đường ra ngoài đồng. Tại năm 2018 là dồn điền đổi thửa quy hoạch của nhân dân xóm trước, giờ ruộng đồng thênh thang có bay thoải mái, đường xá rộng rãi, bà con nhân dân xóm trước toàn bộ đời sống văn minh, mỗi năm một đưa lên được đóng 2 triệu đồng một khẩu, đã được sự họp mà nhất trí toàn bộ của nhân dân trong xóm cùng đồng tâm quyết tâm để xây dựng đường trong thôn là xanh sạch đẹp và sạch sẽ. Thấy lãnh đạo của nhân dân, của thôn trước, từ chi bộ đến trưởng thôn quá phấn khởi mà tập trung lo công việc của toàn bộ thôn, là đi đến một thống nhất cao mà toàn dân đồng tâm hiệp lực. Niềm vui của ông Được cũng như bao người dân trong xóm đều tự hào về quê hương xóm trước giờ đã đổi thay. Ngõ xóm, đường liên thôn, liên xóm giờ đây đều được mở rộng, bê tông hóa, giúp cho đi lại thuận lợi. Người dân xóm trước thực sự vui mừng khi hạt thóc củ khoai được làm ra, chăn nuôi con lợn, con gà được giao lưu thông thương đến tận nhà, tận ngõ. Thôn nhà em là thôn xóm trước, từ năm 2014 đến nay là đã có sự phát triển nhiều ấy. Và tất cả là nhờ đảng, chi bộ và bên lãnh đạo ông trưởng thôn, ông phó thôn cùng tất cả các ban ngành đã đồng lòng hợp lực để lo cho dân chúng tôi được phát triển, đã được đường bê tông sạch đẹp và nhà văn hóa đến rồi đến ruộng địa ruộng đồng được dồn điền. Đến ngày nay đã được tất cả mọi sự đều được đẹp. Thế dân chúng tôi rất phấn khởi. Đúng vậy, xóm trước đổi mới như ngày hôm nay là do có sự lãnh đạo của cấp ủy, ban quản lý và các ban ngành đoàn thể trong xóm, trước đây gọi là thôn trước, sự quyết tâm đồng lòng của bà con trong xóm đã nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh trật tự. Người dân xóm trước đã hòa chung với các phong trào thi đua yêu nước của xã Bắc Lý, đặc biệt là phong trào lao động sản xuất giỏi, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, công tác dồn điền đổi thửa được nhân dân địa phương hưởng ứng tích cực. Các mô hình chăn nuôi, các cơ sở sản xuất kinh doanh lớn nhỏ được mở rộng, liên kết phát triển đến từng ngõ xóm. Đời sống kinh tế, đời sống văn hóa, văn nghệ ngày càng được nâng cao. Để mỗi ngày trên quê hương xóm trước lại cứ đổi mới, tiến bộ, người dân vô cùng hào hứng phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, ban quản lý để tiếp tục thi đua đẩy mạnh phong trào, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường đưa khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng sản xuất có hiệu quả và góp một phần to lớn vào công cuộc xây dựng thành công nông thôn mới năm 2019 của xã Bắc Lý. Nói chung là cấp ủy của địa phương là thôn trước là nói chung là mấy năm gần đây là phát triển là làm ăn kinh tế là tốt, đổi mới là đường xá ruộng nương các thứ nó làm là làm ăn là phát triển là kinh tế đi lên này. Xóm trước là dân là đổi mới nông thôn mới, nói chung là làm ăn là phát triển thì em về quê em làm cái cốt pha ván be hộp cột này để giúp cho bà con là được điều kiện kinh tế phát triển đi lên, nói chung là đường xá mở rộng những cái thứ là ruộng nương làm là nói chung phát triển mạnh, nói chung kinh tế đi lên em phấn khởi, giúp cho bà con là nói chung là trước mắt là em có công ăn việc làm, thứ hai nữa là để phát triển cái kinh tế đi lên, hai nữa là bà con là có cái ví dụ như là dịch vụ của em thuê cho nó được thuận tiện. Giống như anh Ngô Đức Thọ, anh Nguyễn Văn Điệp còn có những ước mơ lớn hơn để phát triển kinh tế gia đình thay cho việc cấy cày truyền thống. Với tinh thần của tuổi trẻ, 33 tuổi, anh đã thành công với nghề sản xuất đồ gỗ trên chính mảnh đất quê hương mình. Mỗi tháng trả lương cho công nhân đến vài chục triệu. Với khát vọng làm giàu, anh mong muốn được mở rộng xưởng sản xuất để tạo nhiều công ăn việc làm cho con em trong xóm mình. Em sản xuất từ năm 2017. Xưởng của em thì có 3 công nhân. Công nhân của em thì ở trong làng này hết này. Mỗi
mỗi công nhân là 10 triệu đến 12 triệu. Một tháng thì em cứ ra được 30-40 cây đồng hồ. Còn ai đặt cái gì thì làm cái đấy. Sắp tới mà em mà là có nhiều đơn đặt hàng mở rộng lán xưởng, cứ thêm thợ về làm. Đúng vậy, xóm trước đang phát triển. Anh Thọ, anh Điệp là những thế hệ trẻ đang nối tiếp truyền thống cha ông để phát huy cao nữa tính cần cù chịu khó, sự sáng tạo, tư duy trong kinh doanh lao động sản xuất để làm giàu trên chính quê hương mình, tạo công ăn việc làm cho mọi người dân trong xóm, tạo thuận lợi cho bà con được mua bán, trao đổi ngay trên mảnh đất xóm làng, không phải đi xa, càng gắn chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Về xóm trước thôn Thống Nhất hôm nay, quê hương đang đổi mới. Vào tháng 11 năm 2020 này, có rất nhiều niềm vui, niềm cảm xúc đan xen. Sau bao nhiêu ngày xây dựng, sự đồng tâm nhất trí của toàn thể nhân dân trong xóm, cùng với đóng góp công sức để xây dựng thành công một khu văn hóa tâm linh thực sự khang trang, ngôi niếm thờ thành hoàng làng của xóm sẽ là những kỷ niệm của mỗi thế hệ, dù đi đâu ở đâu, trong tâm hồn của người dân xóm trước đều tự hào về một mảnh đất giàu truyền thống đoàn kết, chăm chỉ lao động, có lòng nhân ái, luôn sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi với tất cả mọi người ở mọi lúc mọi nơi. Điểm của khu vực xóm trước đã có từ thuở rất lâu, trải qua bao nhiêu lần tu sửa lại, đến nay giờ là xuống cấp, được sự nhất trí của hai giới các cụ cùng toàn thể nhân dân đồng tâm quyết tâm là xây dựng lại điểm nhà. Thì qua trải qua bao thời gian từ mùng 1 tháng 5 đến giờ thì toàn bộ các cụ, các ban ngành trong nhân xóm trước tập trung dồn hết sức công tư đầu tư đóng góp của nhân dân cùng tất cả các hội hiệp cá nhân đồng tâm công đức giúp nhân dân, giúp và hai giới các cụ, giúp ban tổ chức xây dựng chúng tôi, để chúng ta xây dựng chúng tôi đã quyết tâm là hoàn thành khu vực điểm nhà. Đến nay điểm nhà đã hoàn thành, đến bây giờ được 99%, chỉ còn một tí sơn trở lại. Ngôi điểm của chúng tôi đây là cũng được sự nhất trí của các ông lãnh đạo trong thôn từ 2014 đến giờ, làm đường bê tông rồi là dồn điền đổi thửa rồi là làm đường nội đồng, đến giờ như thế là được sự nhất trí của hai giới các cụ cùng toàn thể nhân dân hôm trước cũng lại đồng tâm vào để xây dựng ngôi thờ tâm linh, được sự ủng hộ của các ông trong ban xây tổ chức rất là nhiều, kêu gọi từ ngoài và từ ngoài làng, các con gái đi lấy chồng nơi xa, rồi các đoàn thể, các cá nhân ở các nơi cũng hưởng ứng về ngôi tâm linh của thôn trước, của xóm trước, thì để gọi là làm ngôi tâm linh cho được khang trang, tu hảo, cao giáo, sạch sẽ hơn. Rất phấn khởi, tôi rất là phấn khởi được các ông ban xây dựng rất là quan tâm đến nhân dân xóm trước, để cùng nhau đấu vào để làm ngôi thờ đến nay thế này là rất phấn khởi. Xóm trước tràn ngập niềm vui hồ hởi, niềm vui đó lại được nhân lên gấp bội khi trong thôn Thống Nhất của mình đang xây dựng một khu văn hóa tâm linh nữa, đó là chùa Am Lộng, ngôi chùa cổ kính có đến vài trăm năm tuổi. Do thời gian của lịch sử và chịu sự chi phối chung của luật vô thường, ngôi chùa đã xuống cấp nặng, không đảm bảo cho việc tu tập và lễ bái của Phật tử địa phương. Được sự nhất trí của cấp ủy, ban quản lý và nhân dân trong thôn, ngôi chùa đang được xây dựng lại. Với vai trò chỉ đạo của hội người cao tuổi, bà Nguyễn Thị Mùi không giấu nổi cảm xúc và rất tự hào về sự đồng thuận, cùng đồng lòng chung sức của bà con quê hương mình khi đang hưởng trọn niềm vui này. Vai trò của người cao tuổi là cây cao bóng cả của toàn thể con cháu trong thôn xóm, đã vận động con cháu đóng góp xây dựng được ngôi tâm linh thôn, rồi cũng tiếp tục mà nhà chùa làm là cũng phải vận động các con cháu, các con em cố gắng là có ít có nhiều là ra để cùng nhau để xây dựng ngôi chùa được khang trang. Ngôi chùa Am Lộng tự của từ đời cổ các cụ mấy trăm năm nay rồi.
Đi cùng với quan tâm đời sống kinh tế, văn hóa, công tác an sinh xã hội của xóm trước cũng được người dân chú ý đặc biệt. Để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của bản thân mỗi người, thực hiện phong trào tháng cao điểm mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2021 do xã Bắc Lý phát động và kết thúc vào tháng 11 năm 2020. Đến nay, xóm trước đã tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cơ bản đạt 100%. Đây là kết quả đáng phấn khởi. Điều này càng khẳng định được vai trò tuyên truyền sâu rộng của cấp ủy, ban quản lý trong thôn và sự nhận thức đầy đủ của bà con địa phương về quyền lợi mà mình được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Có thể nói, ở lĩnh vực nào, người dân xóm trước đều tiên phong gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, giống như cụ Nguyễn Văn Bình đã nói. Đổ bê tông, có thể là không đứng đầu của xã Bắc Lý cũng là đứng đầu, mà để sánh vai với trong huyện Hiệp Hòa thôi. Đó là niềm tự hào về sự đoàn kết yêu thương và tích cực đổi mới sáng tạo trong lao động sản xuất của người dân xóm trước. Để mỗi ngày trên quê hương xóm trước lại thay ra đổi thịt, niềm vui, niềm tự hào đó không những của người dân trong xóm mà ngay cả lãnh đạo các cấp đều cũng vui mừng, tự hào trước những thành quả mà người dân đã đạt được. Trên cái bước đường xây dựng nông thôn mới ở quê hương thôn Thống Nhất thì bà con nhân dân thôn trước cũ, nay là xóm trước của thôn Thống Nhất đã phát huy được cái tinh thần đoàn kết rất cao để xây dựng được cái khu tâm linh đấy, cho cái tinh thần khẳng định cho cái tinh thần đoàn kết nhất trí. Sau khi mà để thực hiện cái bước đường phát triển nông thôn mới ấy, đấy, và để mà nâng cao cái văn hóa cho cơ sở thì xóm trước đã dồn điền đổi thửa xong, đổ được đường bê tông và lại xây dựng được sự đoàn kết trong cái việc tâm linh, xây được ngôi điếm để thờ phụng cho xóm trước là đồng lòng cao. Đấy. Về mặt chính quyền địa phương thì tôi thấy bà con nên phát huy cái tình đoàn kết này trong mọi lĩnh vực xây dựng chung cho xóm trước cũng như là cho thôn Thống Nhất. Đấy, để phần xây dựng cho thôn Thống Nhất phát triển ngày càng giàu đẹp. Không những đường bê tông đã được như là cứng hóa mà nhân dân cũng đã tập trung xây dựng đổi mới cái khu văn hóa của thôn được cải tạo tu sửa trở thành nơi họp đủ điều kiện để cho sinh hoạt các cái văn hóa cộng đồng của khu dân cư trước. Đồng thời trong năm 2018-2019 thì với sự đồng thuận cao của nhân dân trong thôn trước thì cụm dân cư thôn trước đã thực hiện dồn điền đổi thửa thành công. Bây giờ mà ai đến như là có thể là hỏi với cán bộ nhân dân thôn trước rằng cái hiệu quả của dồn điền đổi thửa như thế nào thì mọi người đều hò hỏi phấn khởi rằng nói rằng đây là một cái chủ trương rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Thì vừa qua được sự đồng thuận rất cao của nhân dân cụm dân cư thôn trước đã tập trung xã hội hóa những nguồn xây dựng khu văn hóa, khu tâm linh của cụm dân cư. Đấy là cái ngôi điểm của nàng. Và theo chúng tôi nắm được thì trong ngày 1, ngày 2 tới sẽ được cắt băng khánh thành đưa vào hoạt động của hoạt động tâm linh của nhân dân địa phương theo cái truyền thống phong tục của có thể nói là cái khởi sắc của cụm dân cư thôn trước trong thời gian vừa qua chúng tôi đánh giá rất cao. Thay mặt cho lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Bắc Lý xin được trân trọng chúc mừng nhân dân cụm dân cư trước đã có những thay ra đổi thịt ngày càng phát triển, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xã Bắc Lý tiến tới như là xây dựng Bắc Lý đạt như là đô thị và thành lập thị trấn Bắc Lý trong tương lai gần.
lời hát về Hiệp Hòa cứ ngân nga trong nắng ấm mùa đông. Huyện Hiệp Hòa đang đổi mới, xã Bắc Lý cũng vậy. Mỗi ngày, Bắc Lý lại vươn mình cùng với đổi mới của đất nước để xây dựng quê hương Bắc Lý ngày càng giàu đẹp, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Và tương lai không xa, xã Bắc Lý sẽ lên thị trấn Bắc Lý. Khu dân cư xóm trước sẽ có điều kiện hơn nữa khi mà các điều kiện cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý thuận lợi về giao thông đã có sẵn, cùng với những năng lực sẵn có của bà con nơi đây. Xác định được thời cơ này, tất cả mọi người dân xóm trước đều có một mong muốn rất đơn giản là: qua xây dựng được điểm xóm trước thành công tốt đẹp, tôi mong rằng tất cả nhân dân xóm trước, hai giữa các cụ cùng toàn thể nhân dân đồng tâm đoàn kết, tập trung lo kinh tế, tập trung đổi mới về con người con của, trong tương lai từ nay đến mãi mãi về sau, điểm làng đã được hoàn thành mà khang trang thành đẹp. Của thôn là muốn là được cái xóm trước này được đoàn kết để làm gì, để được một cái hướng phát triển đi lên, cho thôn xóm được vui vẻ, được hòa thuận cùng nhau. Nói chung là riêng xóm này chỉ đọc với chúng tôi chỉ có yêu cầu là cũng thế này, làm sao để giữ được cái đoàn kết chung cả xóm này, đoàn kết. Thôn mình hiện nay, ở thôn bây giờ em mong là tất cả mọi người dân, ai cũng như ai đều chung một lòng để thống nhất đưa xây dựng kinh tế để cho bà con phát triển mạnh hơn, giàu đẹp hơn. Tháng 11, tháng mùa đông, nhưng trên quê hương xóm trước hôm nay rất ấm áp. Cái nắng ấm mùa đông đang trải dài trên cánh đồng bát ngát ngô xanh dờn, báo hiệu niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến về một cuộc sống ấm no hạnh phúc của mọi người dân nơi đây. Đó là sự ấm áp của tình người. Tình người luôn tỏa sáng ở một vùng quê bình dị bao đời nay. Tiếng cười nói ríu rít của người dân trên con đường đồng bát ngát nương ngô càng thể hiện sự đồng thuận, tình làng nghĩa xóm, sự thủy chung son sắc một lòng theo đảng đang bừng sáng mỗi ngày trên quê hương xóm trước, thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.